quý khán giả thân thương của Trung tâm Thúy Nga và xin hân hoan chào đón tất cả quý vị cùng đến với một livestream mà Ngọc Hân biết là những fans của Trung tâm Thúy Nga đang mong đợi lắm. Nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu vào livestream này thì thưa quý vị, như tất cả quý vị đều biết thì livestream này sẽ công bố về lịch phát hành Paris by Night 137 hành trình 40 năm phần 2 với chủ đề tác giả và tác phẩm. Bây giờ thì Ngọc Hân xin phép một vài giây phút thôi để gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với tất cả những nhà sponsors đã đồng hành cùng với Paris by Night 137. Kính thưa quý vị, đầu tiên đó chính là Platinum Sponsor, công ty AirTalk by AirVoice, là một công ty viễn thông có uy tín được thành lập từ năm 1999, đã và đang phục vụ hàng triệu người dân Mỹ trên khắp các tiểu bang. AirTalk cung cấp dịch vụ trên mạng 5G, tức là 5G, lớn nhất toàn quốc dành riêng cho các hộ gia đình tại Mỹ thuộc diện thu nhập thấp hoặc tham gia các chương trình hỗ trợ liên bang như SNAP, Food Stamps, Medicaid, SSI, v.v. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, AirTalk tự hào cung cấp các điện thoại thương hiệu hàng đầu như iPhone, Samsung Galaxy, Google Pixels hoàn toàn miễn phí cùng các gói cước viễn thông chất lượng cao mỗi tháng mà không mất phí cho người dùng đủ điều kiện. Để đáp ứng nhu cầu của các hộ gia đình nhiều người không đủ điều kiện cho các chương trình trợ cấp của liên bang, thì chúng tôi còn có AirVoice chuyên cung cấp dịch vụ viễn thông 5G chất lượng cao với giá cước ưu đãi và hấp dẫn cùng các điện thoại đẳng cấp giá rẻ như iPhone, Samsung và nhiều hãng khác. Xin chân thành cảm ơn Platinum Sponsor AirTalk by AirVoice. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với những nhà Diamond Sponsors. Thưa quý vị, gồm có Lexor, The Key to Salon Success. Chúng tôi xin cảm ơn D&D Gel, được bầu chọn là thương hiệu gel tốt nhất trên thị trường hiện nay. Chúng tôi xin cảm ơn Dr. Sam, Health is Wealth, khai thông vẻ đẹp tiềm ẩn của bạn. Chúng tôi xin cảm ơn Mabi, app nail Việt cho người Việt. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn Peer, Point and Peer, ứng dụng mạng xã hội tương lai do người Việt tạo ra, giúp tất cả chúng ta kết nối một cách gần gũi và chân thực hơn với các chức năng hiện đại không gian 3 chiều. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả những nhà sponsors đồng hành cùng với Paris by Night 137. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ hai nhân vật khách mời mà quý vị đang rất là trông mong. Xin mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ danh ca Chế Linh, tức là nhạc sĩ Tú Nhi. Dạ, con xin chào chú. Chào quý vị. Và kính thưa quý vị, giám đốc của Trung tâm Thúy Nga, cô Marito Ngọc Thủy. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì trước khi chúng ta cùng trò chuyện với hai khách mời, xin mời quý vị cùng thưởng thức một đoạn clip rất đặc biệt. Đây là đoạn clip được trình chiếu vào những giây phút đầu tiên của chương trình trực tiếp thu hình Paris by Night 137. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Hành trình được một chuyến xe mà chúng ta là những người lái. Khi dừng lại bến, có người lên kẻ xuống. Đó là những người đồng hành cùng chúng ta trong một chuyến đi. Rồi, khi đến cuối cuộc hành trình, thậm chí không còn ai. Thế nhưng, cuộc hành trình trên chuyến xe Thúy Nga Paris by Night trải qua 40 năm, đã có những người đồng hành đi từ đầu cho đến cuối cuộc hành trình. Đó là sự đồng hành tuyệt vời của những nhạc sĩ sáng tác trong nền tân nhạc Việt Nam. Họ là những tác giả đã tạo nên tác phẩm và để lại một kho tàng văn hóa quý giá nhất cho các thế hệ sau này. Sự đồng hành ý nghĩa và giá trị của các tác giả với các tác phẩm của họ mang một tính chất sâu đậm và gìn giữ nét đẹp văn hóa nghệ thuật trong cuộc hành trình của Trung tâm Thúy Nga trong 40 năm trôi qua. Thưa chú, là một người nhạc sĩ, chú nhìn thấy những hình ảnh vừa rồi, những người bạn đương thời của chú khi xưa, cả những đàn anh của chú khi xưa, thì cái tâm trạng của chú trong cái chương trình thu hình ngày hôm đó và ngay cả bây giờ như thế nào thôi chú? Rất cảm ơn Ngọc Hân. Cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi. Thật sự mà nói, nhìn cái hình ảnh thì Chế Linh thấy rằng có những cái giây phút bùi ngùi và lẫn trong cái sung sướng, là bởi vì những người này đã được đưa lên
ở trên cái màn hình nhỏ bé này. Nếu nói nhỏ bé thì đó là chỉ nên nói thôi, chứ còn quả thật ra là một cái công trình rất lớn đối với Paris by Night, đã tạo dựng một số những cái mà có thể nói rằng trong kho tàng âm nhạc. Cho nên cũng thấy cái sự xuất hiện của tất cả những người này, và những người này có những người đã ra đi và có những người còn ở lại. Và trong cái số những tác phẩm của họ để lại cho đời và được ghi nhận, cái công trình ấy không thể quên được. Cái người sáng lập ra cái Paris by Night, hai anh chị Tô Văn Lai và chị Thúy, và sau này nối nghiệp của những người bậc cha mẹ là Tô Ngọc Thủy hôm nay với Quỳnh Thi. Đây là một cái nỗ lực hết sức là kinh khủng. Có thể nói rằng gian nan có, gọi là có thể nói là muốn bỏ giữa chừng, nhưng mà không thể bỏ, là vì cái cơ nghiệp này do những người sáng lập đã giao lại cái trách nhiệm này cho đàn con mình. Và đàn con mình không thể lơ đãng để bỏ quên nó, hay là vì cái sợ hãi quá mà phải bỏ giữa chừng. Vì thế thật sự mà nói với quý vị, chỉ có coi những cái đoạn ngắn ngắn rất là bình thường, không thấy cái gì được gọi là công trình hết, nhưng mà quả thật ra mồ hôi nước mắt nằm ở trong đó để làm những tác phẩm mà để đời trong ngày hôm nay. Thật sự Chí Linh thấy rằng cả một giá trị. Và cái cuốn gần gũi nhất mới đây, Chí Linh gặp lại những người mà có thể còn sống, gặp gỡ, đó là một điều quý giá vô cùng. Lớn tuổi rồi nhưng chúng tôi vẫn còn sống ở đây, vẫn còn làm nghệ thuật để cống hiến cho tất cả quý vị thưởng ngoạn. Rất cảm ơn Trung tâm Thúy Nga, cảm ơn nhiều lắm đến với tất cả mọi người đã ủng hộ chúng tôi nói riêng, ủng hộ Trung tâm Thúy Nga nói chung. Rất trân trọng, xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Chị ơi, hồi nãy chú có nhắc tới là người đồng sáng lập của Trung tâm Thúy Nga là bác Lai, và cái ý tưởng để thực hiện những cái chương trình tác giả tác phẩm để vinh danh những tác giả cũng là từ bác Lai. Thì khi mà tham gia trực tiếp thực hiện chương trình, em mới nhận ra rằng không ngờ Trung tâm Thúy Nga có quá nhiều hình ảnh và tư liệu quý báu về những người nhạc sĩ của miền Nam Việt Nam nhiều như vậy. Thì khi mà quyết định thực hiện cái chủ đề tác giả tác phẩm này đó chị, thì mình có khó khăn trong cái việc là mình phải chọn lựa những cái bài hát nào để mà làm tiêu biểu cho những người nhạc sĩ không chị? Thật sự đó thì khó khăn thì có, tại vì các nhạc sĩ có quá nhiều bài hát rất là hay. Yeah. Nhưng mà đối với nhạc sĩ thì có những nhạc sĩ còn sống thì chị gọi hỏi tác giả là: chú ơi, nếu bây giờ chương trình Paris by Night làm một bài chương trình tác giả và tác phẩm, nếu phải chọn một bài hát để tiêu biểu cho dòng nhạc của chú thì chú chọn bài hát nào và người hát nào đó? Giống như nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Dạ, và như nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, chị nghĩ là không có khó khăn đâu. Thưa quý vị, thì Trung tâm Thúy Nga có cái may mắn như thế này là cách đây cũng lâu lắm rồi. Trung tâm Thúy Nga thì chú Chí Linh có lại văn phòng của con đó chú. Thưa chú đó, thì là Trung tâm Thúy Nga được rất là nhiều khán giả mến mộ Trung tâm Thúy Nga gửi về những cái tờ nhạc ngày xưa. Em biết không? Thành ra Trung tâm Thúy Nga thật sự là nơi lưu trữ rất là nhiều những bài hát ngày xưa phát hành tại Việt Nam, và có nốt nhạc và có lời nhạc đúng luôn. Và thí dụ như chú Chí Linh ngày xưa, là con nhớ vào năm 2000 lẻ mấy như thế nào đó, thì
thì lúc đó chú Chí Trinh gửi qua qua trung tâm Thúy Nga một tập nhạc như thế này đây nè, những bài hát của chú có lời rồi và như thế nào đó, và những nhạc sĩ như chị có rất là nhiều những cái tập nhạc của những nhạc sĩ Châu Kỳ, Quốc Dũng, rồi chị thật sự là Ngân Giang, Lan Phương, tất cả Thanh những Sơn, những bài hát mà nó có. Thành ra đối với trung tâm Thúy Nga khi mà thực hiện những chương trình tác giả và tác phẩm đối với chị thì nó rất là dễ dàng, tại vì chị bài nào chị cũng thích á. Chỉ có một cái là làm sao mình làm cho cái chương trình nó, tại vì những bài hát của những tác giả chúng ta ngày xưa thì thường là những bài có tiết tấu chậm thôi chú. Thành ra mình phải suy nghĩ mình làm như thế nào cho cái chương trình nó có những cái đột phá hoặc là những cái chuyển biến trong chương trình để khán giả họ xem có thêm hào hứng đó em. Thêm cái ý của Thủy thì là những nhạc sĩ nói chung, trong đó có Tú Nhi nữa, thì mình muốn gửi gắm các con mình đi tới một nơi an toàn. Nói nào nghe như thế. Vì thế những nhạc sĩ đi trước đây đã dồn dập gửi tới cô Thủy, không phải để xin để làm cái việc này, mà xin được đóng góp vào trong cái kho lưu trữ văn hóa phẩm của văn học nghệ thuật. Đó là như vậy. Người Việt mình có cái câu là chọn mặt cưỡi vàng, đúng không chú? Mà nhất là những đứa con tinh thần của mình là quý giá lắm, là gia sản cả đời chứ đâu phải là một ngày một đêm. Mà quý vị biết không, khi mà những cái tập nhạc này được gửi về, trong đó có những cái bài mà bút tích viết tay của đích thân những người nhạc sĩ này, và trong những bút tích viết tay đó nó còn có những câu chuyện đằng sau hậu trường mà đặc biệt lắm thưa quý vị. Là quý vị phải xem Paris by Night 137 thì quý vị sẽ biết được có những cái câu chuyện đằng sau hậu trường của những bài hát và cuộc đời của những người tác giả này mà có lẽ là quý vị sẽ, trước đó quý vị sẽ không có biết được đâu. Nhưng mà thôi bây giờ để trở lại với dòng nhạc Tú Nhi. Trước khi chị xin lỗi, chú ơi, chú có một cái người rất là quen với chú, người ta nói gọi là, tôi có thể gọi là người tình sân khấu, không dám gọi gì không? Đang xem livestream. Vậy? Chú biết ai không? Người tên Mai, ngoài đời tên Mai, nhưng mà trên sân khấu là cô Thanh Tuyền. Dạ, cô Thanh Tuyền đang xem livestream, chú say something. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thay vì ngày hôm nay là tôi yêu cầu bạn phải có mặt ở đây với tôi để yểm trợ tinh thần tôi. Ngày xưa bạn đã cho tôi một cái hình ảnh quá đẹp là một người con gái hiền hòa từ Đà Lạt xuống để gắn liền với Tế Linh. Từ đó cho tới ngày hôm nay vẫn còn gắn liền, chưa bỏ nhau. Dạ chưa chú. Chưa liền. Không bỏ được đâu. Chưa, cái mà có rất nhiều lần Tế Linh với Thanh Tuyền có giận nhau, giận dữ lắm, rồi ly dị, rồi khán giả không cho, khán giả lại bắt hai người phải hợp tác lại. Đấy là mới ly thân thôi. Ly thân chứ chưa ly dị. Ly thân. Đó, cho nên có nhiều cái giai thoại nói về Thanh Tuyền và Tế Linh thì cũng nói không hết đâu. Để cho khán giả nói nhiều hơn là hay. Nghĩa là bởi vì khán giả biết nhiều hơn là mình nghĩ nữa. Hồi xưa cái mối duyên sân khấu này là của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông ghép chú với lại Thanh Tuyền phải không chú? Nguyễn Văn Đông, hãng diễn Việt Nam chú hả? Thanh Tuyền á, Thanh Tuyền là có rất nhiều cái gọi là cái người đặng thầy đã yểm trợ mình cái tinh thần. May mắn nhất là cuộc đời của Thanh Tuyền là có ông Nguyễn Văn Đông này, có anh Châu Kỳ này, có Mạnh Phát này. Đó. Và chú Thanh Sơn viết những cái bài như Đổi Buồn Qua Phượng cho cô Thanh Tuyền. Rất là nhiều bài cho cô Thanh Tuyền. Và đồng thời là cái tiếng hát này nó khó kiếm lắm. Khó kiếm, thành ra lúc bấy giờ khi mà cô Sáu Việt Nam mà gặp rồi thì thật sự là dành cho Tế Linh với Thanh Tuyền hát rất nhiều. Và đồng thời đó, coi như khi mà Thanh Tuyền có chồng rồi thì là chồng không cho đi hát, mà lúc đó nó còn một sắp nhạc như thế này. Chuyện này không biết được á. Không cho đi hát. Không cho đi hát rồi bây giờ là cô Sáu nói bây giờ là chết rồi. Chết lên là bây giờ làm sao? Thì chết lên phải đi kiếm người. Kiếm từ Giang Thu, kiếm từ Giao Linh, Phương Hùng, Quế Tư, cho tới Tài Linh mà hát cổ nhạc luôn, rồi cho tới bao nhiêu người nữa. Rồi đến khi mà buồn quá không có còn ai nữa thì mới vô trong cái phòng trà của Bảo Thu. Để nghe nhạc. Thì uống rượu hơi xỉn xỉn rồi nghe. Ủa, hai cô này hát dễ thương quá. Có một cô hát dễ thương quá. Trong đó là Thanh Tâm Thanh Mai. Thanh Tâm, dạ cô Thanh Tâm, dạ nhớ Thanh rồi. Thanh Mai. Mới có chế lên Thanh Tâm. Thành nữa là chế lên. Nói với Bảo Thu,
tôi muốn bắt cô này được không? Nó không, không được, nhưng mà phải nói với thầy đó. Nói thầy nó ở đâu, nó cảnh sát quốc gia. Thầy nó đi lại cảnh sát để gặp thầy đó. Thầy nó nói không được đâu, phải nói với cha nó, là vì nó còn vị thành niên. À, chế Linh Thanh Tâm cũng là cặp song ca rất là nổi tiếng vậy. Rồi mới tới nhà của cô Thanh Tâm. Rồi nói với bác, bác ơi con muốn bắt em bé này để hát với con. Dạ. Mà ông ngó ngơ ngẩn rồi bắt đi vào hang cọp rồi. Dạ. Bác ơi con có vợ rồi, yên chí, con lo cho em được. Dạ. Sở dĩ mà con tìm tới đây là con đã nói gặp với Bảo Thu rồi, gặp ông thầy Chí Linh rồi. Và bây giờ là con tới đây con xin phép bác được mời em để thầu dĩa. Dạ, chế Linh Thanh Tâm ngày xưa cũng là một cặp song ca rất là nổi tiếng. Là vậy đó. Dạ. Thì từ đó đến khi Thanh Tâm hát một thời gian một năm mấy thì Thanh Tuyền lại xuất hiện, chồng cho ra xuất hiện lại, thì chế Linh mới thấy rằng cái này hơi lạ, mình lại có hai con gà mái dễ thương quá. Bây giờ như thế này, bây giờ phải tạo ra một cái scandal, phải tạo ra. Chế Linh cho nhà báo Đặng Tấn, tức là Văn Lương đó. Dạ. Anh ơi, anh viết một bài báo thật gọn ghẽ cho em là chồng Thanh Tuyền gọi là dắt súng đi kiếm Chế Linh thanh toán. Thiệt hả chú? Thật sự như vậy. Tình chấn động quá. Đến khi nhưng mà cái đó là mình phải làm như thế đến chi để cho họ đón nhận lại Thanh Tuyền. À, để cho họ có một sự đón nhận một cách rất là trang trọng. Dạ. Để cho Thanh Tuyền trở lại sân khấu. Thì lúc đó Chế Linh thật, lúc đó thì Chế Linh mới nghe ông Phạm Duy nè. Ông Phạm Duy cũng nói: ôi giời, mới thấy chúng nó cặp kè đấy mà ai dắt súng đi bắn ai. Mà thật ra hai thằng đi nhậu. Nhưng mà phải nói với thằng Trọng là vậy chứ sao bây giờ. Đến khi sau này thì mình mới xin lỗi khán giả. Dạ. Chúng tôi không thể bỏ nhau được. Dạ. Vì vậy chúng tôi muốn trở lại vì cái lòng thương mến của quý vị đã dành cho chúng tôi. Và chúng tôi không thể mà vô lối mà bỏ nhau, nghĩa là bơ vơ như thế này. Bây giờ thật sự với quý vị, chúng tôi có hai người yểm trợ tôi, Thanh Tâm và Thanh Tuyền. Dạ, hay quá, mẫu chuyện này hay quá. Trời ơi. Những ai mà yêu nhạc bolero ngày xưa thì đây là một cái mẫu chuyện rất là thích thú. Những cái câu chuyện này thưa quý vị, đó là phải trò chuyện với chính tác giả, chính người trong cuộc thì bây giờ mới biết được thưa quý vị. À, nhưng mà chú ơi, bây giờ mình nói lại về dòng nhạc của Tú Nhi đó. Thì con được biết là hồi xưa có một thời gian khá dài là mặc dù là những sáng tác của Tú Nhi rất là được yêu mến, nhưng mà công chúng không biết nhạc sĩ Tú Nhi là ai, đến từ đâu, và chính bản thân chú là cố tình giấu nhẹm cái danh tính này, đúng không chú? Đúng vậy. Từ hạng dĩa hạng băng cho nên cũng giấu nhẹm luôn. Đừng cho biết là cái đài này là của Chế Linh, của Tú Nhi thôi. Đó là vậy. Đến bài hát đầu tiên là bài nào thưa chú? Là bài Đoạn Cuối Tình Yêu nè. Dạ. Đoạn Đêm Buồn Tính Lẻ. Đêm Buồn Tính Lẻ nè. Dạ. Là bài ca kỷ niệm nè. Đếm Bước Cô Đơn. Đoạn Cuối đó, Tình Yêu. Đoạn Cuối Tình Yêu. Sau này thì bên cô Sáu thì viết bài hát đó để cho mục đích, để cho đưa Thanh Tuyền đi lên. Dạ. Thành nữ là cái lời của nữ đẹp lắm. Yeah. Cái lời của nữ rất đẹp. Tại vì mình muốn đưa một gà nào lên đó, thì mình phải viết cho thật đẹp. Yeah. Còn cái người đàn ông thì là sao cũng được. Yeah. Ồ, vậy tức là bài Đoạn Cuối Tình Yêu là chú viết cho cô Thanh Tuyền. Cô Thanh Tuyền đấy, cô Thanh Tuyền hát. Oh. Không phải viết cho cô Thanh Tuyền vì yêu Thanh Tuyền. Dạ, yeah, mà viết để promote. Đó là vậy. Dạ, để lăng xê cô. Để lăng xê. Yeah. Là vì có những cái đoạn mà rất là dễ thương. Thành ra chỉ có lấy bốn cái câu thơ của Nhất Tuấn. Dạ. Yeah. Để viết thôi. Dạ, yeah, là bốn câu thơ gì chú? Chắc quên. Anh biết ngày mai em lấy chồng, ba năm thề hẹn cũng bằng không. Tập thư ngày trước xin trao lại, để kẻ sang ngang khỏi bận lòng. Lúc cô Thanh Tuyền ồ hay quá, hay quá. Sắc. Khi viết bài đó hát rồi thì cái đoạn mà dễ thương nhất của ở trong cái đoạn buồn đoạn Cuối Tình Yêu này. Giờ những thứ xưa, tức là nam đó. Yeah. Giờ những thứ xưa xin trả cho em. Rồi bây giờ cô Thanh Tuyền mới hát này. Trời đã phân chia tình nghĩa không thành.
Đó. Rồi tiếp nữa chú. Giờ những thứ xưa xin trả cho em. Trời đã phân chia tình nghĩa không thành. Thì thôi anh quên chuyện xưa cho em, cho anh để một người vui với đời đó. Hay đó, quá. Bây giờ mới biết những cái câu chuyện này nó hay đó. Quá. Mà chú ơi, mà con vẫn thắc mắc là hồi xưa tại sao là thường thường là sáng tác một bài hát mà được yêu mến nhiều như vậy là mình phải ra ở đây là đứa con tinh thần của tôi, nhưng mà sao chú là một trong những nhạc sĩ mà chú im phăng phắc và thậm chí chú không muốn ai biết đến Tú Nhi, mà là chú giấu đến, luôn chú là, giấu chú là luôn. Tú Nhi. Sự thật là như vậy, là bởi vì trên không muốn mình là ca sĩ mà hát bài của mình, thì có những nhạc sĩ khác muốn gửi gắm về bài cho mình, thì những nhạc sĩ đó nghĩ rằng chắc bài của mình hát hay hơn bài của họ, thì mình sẽ không bao giờ nghe là trải chuốt đại khái như thế. Thành thử muốn giấu nhẹm đi. Cái thứ gì nữa là muốn giấu nhẹm là cái bài hát đó không biết của ai, mà cái thằng này nó hát cho cái bài hát đó tại sao tới, rồi cái thằng này thằng kia nó viết toàn là cho thằng Trái Linh này hát thôi, mà thằng Trái Linh này tại sao cứ hát bài thằng đó thôi. Đó thì để cho người ta tìm hiểu bức màn bí ẩn. Nhưng mà thật sự ra cái đó giấu cũng không được. Sau này thì Nhật Ngân, nhạc sĩ Nhật Ngân mới lộ ra trong cái báo dài thòn lắm. Người ai cũng biết hết. Nó thành thử Trầm Tư Thiên cũng họa vô luôn. Nó là thì phải cho người ta biết chứ. Đứa con của mình sanh ra phải cho người ta biết những đứa con của mình. Thì lúc đó mới lộ ra luôn trên toàn diện đất nước. Là lúc đó ai cũng biết là Tú Nhi là Trái Linh. Nhưng mà còn Lưu Trần Lê thì Lưu như Trần thế Lê. Nào chứ? Lưu Trần Lê là một ở trong những cái cuộc tình của Trái Linh, tức là hai bà vợ. Một người vợ là họ Lê, một người vợ là họ Trần. Đó là hai chị em ruột. Thả Lưu là họ của chú. À đúng, thỉnh thần rửa Trái Linh gắn liền, khi mà xa nhau rồi Trái Linh có gắn liền hai người này, tên họ Lưu Trần Lê. Lưu là họ của Trái Linh. Dạ. Trần Lê đó là vậy. Wow. Đó là hôm nay thì bí mật đó là được Ngọc Hân với Paris By Night coi như rập đã khơi ra để cho có lộ với tất cả quý vị. Nhưng mà thực sự ra đối với con người nghệ sĩ như chúng tôi đây là của quý vị, thì quý vị có quyền biết tất cả những cái gì mà quý vị muốn biết. Không thể giấu quý vị được. Chúng tôi giấu vợ con chúng tôi được, chúng tôi có thể giấu người bạn chúng tôi được, chúng tôi có thể giấu trung tâm được, nhưng chúng tôi không thể giấu quý vị được. Là bởi vì quý vị là những người cho chúng tôi, không có đòi hỏi bất cứ cái gì ở chúng tôi hết. Cầu nguyện cho chúng tôi sức khỏe, cầu nguyện cho chúng tôi hát hay. Ôi, quý vị phải bỏ tiền ra nè, bỏ thì giờ ra nè, bỏ đủ thứ hết mà chúng nghe là và phải cày view nữa chứ. Thời này là phải cày view cho mà chúng tôi, quý vị không có đòi hỏi bất cứ cái điều kiện nào ở giữa chúng tôi hết, thì bởi vậy chúng tôi phải hy sinh cho chúng quý vị biết hết tất cả những cái gì mà quý vị cần biết. Dạ, chú hy sinh to lớn lắm thưa quý vị, là bởi vì chú trả lời những câu này khi vợ chú đang ngồi ngay bên hông thưa quý vị. Đây là một sự hy sinh rất anh dũng và vô cùng to lớn thưa quý vị. Cô ngồi ngay đây quý vị ơi. Chú, nhưng mà hồi xưa khi mà công chúng chưa biết đến là Tú Nhi là Trái Linh, thì mình không nói đi, nhưng mà con nghe đồn là sau này mặc dù là rất nhiều người biết Tú Nhi là Trái Linh rồi, nhưng mà chú vẫn có những cái câu chuyện dở khóc dở cười khi chính Trái Linh hát nhạc của Tú Nhi, phải không chú? Nghe đồn mấy câu chuyện này vui lắm chú. Nó có một số những cái việc mà cần phải nói để cho quý vị thông cảm. Thật sự có rất nhiều cái bực, nhưng mà mình nghĩ là mình là của khán giả, là của mọi người, thì thôi cứ làm thinh đi để cho nó qua cái sóng gió, nghĩa là không phải là sóng gió, cho nó qua cái sự êm xuôi đi, cho nó qua đi. Nhưng mà những ngày gần đây đó thì thấy có một số những cái việc nó có vấn đề không có mấy tốt. Cho nên khi mà bài hát của mình mà mình trình diễn mà lại đòi hỏi để đóng tiền tác quyền thì cái việc nó vô lối thật. Hỏi cái người này đó, tức là chú hát
chú Chế Linh hát nhạc Tú Nhi thì bị đòi cái người đọc tác quyền đó, bên hội Việt Nam, bên hội Việt Nam là ông Phó Đức Phương vậy đó, đi tới cái chỗ mà để chú hát mà bắt ban tổ chức trả tiền tác quyền. Thì ban tổ chức nói ồ thì mình đang ngồi đó mà nói là ủa tác quyền tôi hát bài Tú Nhi mà ông lấy tiền tác quyền này đem đi đâu, nói đem cho Tú Nhi, nói dạ Tú Nhi là tôi. Dạ, con nghĩ chắc lúc đó họ chưa biết chú là Tú Nhi. Dạ chưa biết. nhưng mà con cũng nghe một cái câu chuyện là chú có một cái YouTube channel. Đúng. Là do chính chú lập nên đúng không chú? Đúng. Dạ. Từ năm 2007 là YouTube channel của chính chú, do chú lập nên, chú hát sáng tác của chú. Chú cũng bị đánh bản quyền luôn. Cũng nói một cách là rõ ràng hơn là cái việc đó thì Chế Linh cũng nói rất là đau. Nói ủa mình hát bài của mình trong channel của mình mà tại sao có cái việc mà complain như thế này? Thì té ra bên cái công ty Biaco, tức là Media đó, là có claim cái copyright claim. Thì mình thấy là vô lỗi, không thể. Mà tới chừng cái lần thứ hai, lần thứ ba cũng thế. Thành thử là mình cũng chịu không được nữa rồi. Nó bực nhọc trong người rồi. Còn dùng xéo lắm cũng quằn không chú? Là thành thử mới có những cái việc lên tiếng. Lên tiếng thứ nhất là lên tiếng về cái vấn đề mà giữa Chế Linh với Vinh Sử. Khi trước 75 đó, Vinh Sử khổ lắm. Nhạc chưa có Vinh Sử, chưa có nổi tiếng, thành thử không có thể bán băng ở trong in nhạc và bán đó ở trong cái sập nhạc được. Là phải có nhạc sĩ nổi tiếng thì mới người ta mới order được vô trong cái sập nhạc. Thì thấy Vinh Sử thấy nghĩa là in nhạc in á, có khi quay Ronyo, có khi in tự in hả chú? Tự in rồi đem ra ngoài xin bán ở ngoài á, thấy tội quá, tự đi bán và từng bài hát mà ngay tại Minh Phát nữa, ngay tại trung tâm mà anh em nghệ sĩ đang đứng đó nhiều lắm, nhạc sĩ đúng nhiều lắm, thì mình thấy là mình cảm động quá, mình mới hỏi nói bạn là nhạc sĩ, nói dạ. Thì lúc đó em thấy cảm động quá mới mời đi qua bên Kim Sơn, có anh Châu Kỳ, có anh Mạnh Phát, có một vài người nữa ngồi đó, thì mới nói bây giờ đó tôi thấy cái hình ảnh này tôi thương quá, bây giờ tôi nói thiệt với bạn, bài hát này tôi đã lăn xe ở trong đài phát thanh rồi. Bài hát của chú? Bài hát Đoạn Buồn Đêm Mơ. Bài mới? Bài đó thì tôi chưa bán cho ai hết. Và có nghĩa là đã có order rồi đó, đã có bông cơm băng rồi đó. Thì bây giờ bạn lấy cái bài hát này đi, bạn đem ra in, rồi tôi sẽ nói với Tú Quỳnh, tôi sẽ nói với bên Duyên Hồng, tôi sẽ nói Tinh Hoa Miền Nam, tôi sẽ nói với Tú Quỳnh, nghĩa là bên Duyên Hồng nữa, bên Minh Phát nữa, để cho bạn bỏ trong đó. Thì lúc tức là chú giới thiệu nhạc sĩ Vinh Sử. Đúng. Với bài hát Đoạn Buồn Đêm Mưa cho tất cả những nhà phát hành ngày xưa. Đó. Không, khi bạn in rồi, tôi nói là in đi, in đem đi, đi tới để mà bỏ trong sập á, thì tôi sẽ tới đó, tôi yêu cầu họ lấy. Thật sự, khi mà họ lấy rồi, thì ăn quá, nó mới tái bản. Cái bài hát nó quá thành công. Tái bản, rồi xong, mình cũng đi hát đại nhạc hội mà. Đi hát đài nhạc hội, đi hát đài truyền hình, rồi mình cũng hát bài này cho họ luôn. Mình đâu có lấy tiền của nó đâu, không có lấy một xu nào, mà con cho rồi mà con không lấy tiền luôn. Cho tới ngày này, cho tới ngày hôm nay của mình cũng không bao giờ tính cái việc mà tiền bạc về cái bài hát này, là vì mình đã cho người ta rồi. Cho để in thôi, chứ không phải cho nghĩa là cho đứt. Cho để in thôi. In để mà giải quyết nghĩa là tài chính thôi. Đó. Nhưng mà chú, con có một cái câu hỏi thắc mắc là tại vì trong cái cuốn băng mà ngày xưa chú phát hành, cuốn băng đầu tiên mà chú làm cho hãng Dĩ Việt Nam, cuốn băng Cối đó, Chế Linh Tình Bơ Vơ, thì con thấy cái bài Đoạn Buồn Đêm Mưa là lại để tên tác giả Tú Nhi. Đúng rồi, chỉ có một Tú Nhi thôi. Mà khi mà thâu bên đó rồi thì ở bên này thì là cho... Tức là sau đó thì chú mới cho chú Vinh Sử. Cho Vinh Sử, thì là Vinh Sử in thì muốn để tên thì để tên cũng được, không sao. Ăn nhầm gì đâu. Nó nhưng mà bây giờ thì đứa thì con giờ nên thì trở lại mái nhà xưa. Thì nó có một số những cái vấn đề mình làm nó không có vui mấy. Thành thử thôi, xin thông báo với khán thính giả yêu nhạc của Tú Nhi, Vinh Sử,
và mình khẳng định luôn, tôi xin thông báo, xin thu hồi về là bởi vinh dự không còn nữa. Yeah. Vinh dự đã mất rồi. Vì vậy tôi xin thu hồi lại cái bài hát này, vì tôi không muốn gặp những cái trở ngại hay là gặp những cái phiền phức xảy ra trong sau này. Yeah. Đó, vì vậy bây giờ thành ra là qua cái livestream này, một lần nữa khẳng định là cha đẻ của nhạc phẩm Đoạn Buồn Đêm Mưa, kính thưa quý vị, chính là ca nhạc sĩ Chế Linh, tức là Tú Nhi. Thì bây giờ chú nhắc bài này chi, chú nhắc quá trời, bây giờ khán giả yêu cầu quá trời yêu cầu hát bài này. Bây giờ mình hát một vài câu thôi cho giống như là mình chào đón đứa con trở lại mái nhà xưa. Đúng không chú? Là tiếng Anh nó gọi là make it official. Nếu quý vị muốn biết về cái story của bài Đoạn Buồn Đêm Mưa này, thật sự quý vị lên YouTube channel của chú Chế Linh. Thì có một cái hồi sáng này chú mới post lên cái clip mới nhất. Thật ra sáng này con cũng theo dõi cái clip đó. Thì lúc đó thì con mới biết cái việc này. Thật ra cái đoạn buồn hay đêm mưa thì hôm nay là the song of the day đó, nghĩa là bài hát của ngày hôm nay đó. Thành ra cũng muốn yêu cầu chú Chế Linh hát bài Đoạn Buồn Đêm Mưa, tại khán giả cũng yêu cầu bài này rất là nhiều. Rất là nhiều, nhất là chị Khánh Phương ở trong đó đang yêu rất cầu. Rất cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả ở khắp nơi trên thế giới này đã dành cho tôi những cái thương mến, dành cho Chế Linh và dành cho Tú Nhi những cái bài hát mà quý vị đã nghe một thuở. Và bây giờ Chế Linh xin được mạn phép gửi đến quý vị bài hát Đoạn Buồn Đêm Mưa. Hôm nay nói thật sự là từ bên Canada qua đây vài ngày đây vẫn còn nghẹt mũi, vì cái khí hậu bên này với khí hậu bên Canada nó khác đi. Và vì thế không biết hát hôm nay có được hay không, nhưng mà cứ hát lại không sao, là bởi vì mình là của khán giả, mà khán giả cũng đã cho mình cái tình thương yêu quá lớn rồi thì khán giả sẽ tha thứ thôi. Với lại là đặc biệt là hôm cho nay cho nên xin cái micro này nha. Dạ đây. Mà đặc biệt là hôm nay là chính thức chào đón đứa con xa nhà lâu ngày trở về với mái nhà xưa, trở về với cha đẻ, thì con nghĩ là bài hát này đặc biệt có ý nghĩa. Đoạn Buồn Đêm Mưa. Dạ. Mời quý vị nghe sau đây. Một lần này nữa mai mình xa rồi, lời nào người nói đi rồi chia lối, mong tình hai đứa tan từ đây rồi, mình một mình bước đêm lẻ loi. Khiêng lên nó bỏ trên cái thềm. Cái xe hồi đó xe nhẹ lắm, xe có hai chỗ ngồi thôi. Yeah. Vì vậy không có đến thăm người yêu được, ngồi đó mà viết bài. Wow. Đó là Đoạn Buồn Đêm Mưa. Mà con nghe nói là đa số những tác phẩm mà chú viết thì thường thường lúc đó là chú đang bay đi show, hoặc là chú đang đi ở đâu ở ngoài đường, chứ thường thường chú không có viết sáng tác ở nhà nhiều phải không chú? Thường thường là mỗi một lần lái xe. Yeah. Hay là mỗi lần mình lên máy bay đi đó thì là có cái ý tứ để viết bài. Nó lại không biết như thế nào khác hơn mọi người khác hay sao, hay mỗi một lần mà có những không thể ngồi tĩnh một chỗ để mà viết bài. Và thường thường thì khoảng một sáng tác như vậy chú sáng tác chú viết khoảng bao lâu thì hoàn thành? Có khi chỉ có một tiếng nữa, có khi chỉ có mấy chục phút. Yeah. Và có khi cả mấy năm. Dạ, bài nào viết lâu nhất chú? Bài nào viết cái bài năm chú? Thương Hận viết lâu nhất. À, cái bài Thương Hận là cái viết hồi năm 68 Tết Bảo Thân. Yeah. Mà cho tới 3
gần 3 năm sau thì mới sản xuất, là bởi vì còn mấy câu chót không ra. Thì ông Hồ Đình Phương mới tiếp. Ông Hồ Đình Phương mới tiếp. Thương hận là bài sao bài. Chú hát vài câu chú được không? Có ai biết được có mình tôi buồn. À dạ vâng. Khi mà ông viết lời hai đó là quá nặng đi. Nghĩa là đã giết thù rồi, nó nặng quá, thành ra mình chú không có hát bài hai. Hai không nặng có lẽ đúng rồi. Cái nặng bài đó viết vào thời chiến hả chú ha? Vào thời lúc Tết Mậu Thân. Đó, thành thử là cho nên chỉ viết rất nhẹ. Có phơi xác giặc xóa hận để em cười, chỉ dìm cơn đau trầm tới muôn đời tôi vẫn lẻ loi đi vào thương tiếc mà thôi. Đó tức là còn ông Hồ Đình Phương viết coi như là viết thẳng luôn. Viết nặng lắm. Đó bóng em đã ngã, bóng em ngã gục dưới đàn quân thù. Thì nếu mà nói về nhạc sĩ Tú Nhi đó, thì mình con muốn hỏi chú là trong tất cả những bài hát mà chú sáng tác đó, dĩ nhiên là những đứa con của mình phải thương yêu như nhau. Nhưng mà nếu mà chọn một cái nhạc phẩm mà đối với chú mà giống như là tiêu biểu cho dòng nhạc của Tú Nhi đó, thì chú sẽ chọn bài hát nào? Nếu mà nói hay là con gắn cái này vào đây cho tí xíu mình hát nữa thì mình cầm lên. Để chú đỡ đinh chút xíu rồi mình hát cái bài Đoạn Buồn Đêm Mưa. Cho trọn vẹn. Tụi con hại chú tự nhiên hỏi chú về Đoạn Buồn Đêm Mưa. Chú xúc động quá. Chú không có chuẩn bị. Mọi người ơi, nếu mình có cái lời của Đoạn Buồn Đêm Mưa mình chuẩn bị dùng đi để chú hát nha. Không sao đâu. Nếu mà nói về Đoạn Buồn, nói là về những cái tác phẩm của Tú Nhi. Thật sự mà nói là cái bài hát mà thích nhất cũng là bài hát Đêm Buồn Tên Lẻ. Vì cái bài hát đó viết đầu tay mà Chí Linh biết, chưa biết lính là người nào hết, chưa biết lính là cái gì, mà chưa biết cái mùi lính là cái gì. Nhưng mà khi đi tới Long Khánh để thăm một người bạn, thăm một người bạn đi lính, mà lúc đó thì nhạc sĩ Bằng Giang đã đưa cái nhạc cho Chế Linh rồi, mà chưa có viết lời nào hết. Đi tới thăm người bạn ở bên Long Khánh thì có đi ra ngoài cái lều mà mưa tầm tã. Mưa thành nữa nó cái hai thằng ngồi uống bia rồi nó mới gửi lời, nó nói mày về mày nhớ tới thăm người yêu tao dùm. Nó tại sao mày không đi thăm, nó làm sao tao đi được, tao là lính mà. Đó, thành nữa đó mới đi thăm cho người yêu đó, rồi từ đó mình mới cảm hứng để viết bài hát đó. Thành nữa có những cái đoạn mà mưa rơi từng đêm mưa trên miên trên đồn khuya lòng ai thương nhớ vô biên đó. Là như vậy. Rồi nhiều lắm, rồi đồng thời đó cái đoạn cuối đó ở phương này vui kiếp sống chinh nhân không quên dệt mơ ước ngày nào quê hương tàn chinh chiến cho tơ duyên đượm thăm màu. Và phương đó em ơi có gì vui xin biên thư về cho anh đó. Hay nhớ quá. Thương vơi đây đêm nay trên đồn văng, thương em thương nhiều lắm em ơi biết cho chăng tình lẻ đêm buồn. Và cái bài hát này bị Bộ Thông Tin cấp cái tựa thôi, là mình để là Tỉnh Lẻ Đêm Buồn. Họ không cho Tỉnh Lẻ Đêm Buồn, họ nói không có cho quyền Tỉnh Lẻ Đêm Buồn, nói không, thì mình mới sửa lại ở trong cái là bởi thật sự là mình có tranh luận với họ, nói là không có một tỉnh nào mà không có lẻ hết, tỉnh nào cũng lẻ hết, đâu có gần nhau đâu. Thành thứ tôi lấy cái Tỉnh Lẻ Đêm Buồn. Mà thật sự với quý vị, Tỉnh Lẻ Đêm Buồn tức là tình lẻ đêm buồn. Đêm buồn tình lẻ. Thành thứ đêm lẻ buồn tình lẻ. Cái lẻ loi của cuộc tình của người này. Một cái tình lẻ, nó là cuộc tình của họ. Đó, vì vậy,
mới cho lại cái bài hát đó. Bây giờ con hiểu rồi. Chú bây giờ mình nói một chút về những sự xuất hiện của chú trên sân khấu Paris by Night với tư cách là ca sĩ Chế Linh đi. Con nhớ lần đầu tiên chú xuất hiện là năm 91, Paris by Night số 13. Đây có hình ảnh Paris ở đây. Paris by Night đặc biệt. Paris by Night đặc biệt. Đó là sự xuất hiện của danh ca Chế Linh lần đầu tiên. Chú nhớ chú hát bài gì không? 10 năm tình cũ. 10 năm tình cũ. Của nhạc sĩ Trần Quảng Nam. Thật ra đó, nếu nói về cái 10 năm tình cũ phải nói đến một ông anh thôi. Và tôi cũng biết là anh đang nghe em nói đó. Em biết như vậy. Chị thì còn sống ở đây, chị nghe dĩ nhiên rồi. Nhưng mà ông anh đã cho thằng em này những cái bức thang rất cao. Bằng cái đem cái dòng nhạc của Tú Nhi nói riêng, nói chung là đem cái bài hát 10 năm tình cũ đi về Paris by Night để thâu cho Paris by Night tại Paris. Và bài hát đó đã được nổi tiếng và đã cho Chế Linh đi hát ở khắp nơi ở tại Âu Châu và cả ở bên Nga Xô luôn. Đó là cái bài hát 10 năm tình cũ mà do ông Tô Văn Lai đã mang về và đã tô điểm cho cái bài hát này lên cao một bậc và tô cho Chế Linh một bậc thang khá cao nữa. Đó là không thể nào quên được cái người anh này. Bây giờ anh không còn, em vẫn biết anh đang ngồi nghe em hát. Bây giờ anh nhắc ngồi tới... nghe em nói chuyện. Nếu mà nhắc tới bác Lai thì con cho chú xem một tấm hình này đặc biệt lắm nè. Để cho chú kể đây. Cái hình này đó thì là Chế Linh đi tới thăm ở bệnh viện. Và anh còn đeo cái mask. Thì anh nói khoan, em chụp thì để cho anh mở cái mask ra. Và anh cười. Anh nói rồi, mình sẽ gặp nhau làm cái chương trình kế tiếp. Đó là vậy. Rất tiếc anh không còn nữa. Nhưng đây cũng là một trong những cái giá trị mà anh để lại. Và đồng thời anh cũng yên chí ở một nơi nào đó thật bình an và thấy những cái sự việc làm của chúng em còn ở lại thì anh sẽ phải hỗ trợ bằng mọi cách để cho chúng em vượt qua mọi những cái khó khăn, đem những cái bình an trở lại với tất cả mọi người. Sắp tới ngày lễ Mother's Day, con nhớ là cái chương trình Mother's Day lần đó chú Lai, một trong những chương trình cuối cùng lúc mà còn bác Lai đó, là chú hát bài Bông Hồng Cài Áo. Chú nhớ không chú? Và con nhớ là lần đó bác Lai còn nói là bác Lai rất là tâm đắc với bài hát cái bông hồng cài áo. Đó. Mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không. Đó ông chọn đó nha. Dạ. Chính ông chọn. Ba chọn cho chú hát. Dạ. Hay lắm á. Dạ. Vương ơi, lấy cái bài Đoạn Buồn Để Mưa sẵn. Dạ. Mà quý vị biết là, quý vị theo dõi những hoạt động của Trung tâm Thúy Nga thì quý vị biết là đối với bác Tô Văn Lai thì những ngày lễ mẹ Mother's Day và những ngày lễ Father's Day rất là quan trọng đối với bác Lai, bởi vì đạo hiếu nó vô cùng quan trọng với bác. Thì Ngọc Hân nghĩ đây cũng là một trong những lý do rất là ý nghĩa khi mà Paris by Night 137 sẽ được phát hành. Thứ nhất là trong cái dịp lễ mà vào tháng 4, tức là đối với bên đạo Công giáo là lễ Phục sinh, đúng không chị? Tháng 4 thì có lễ Phục sinh và sắp tới đây cũng sẽ là ngày lễ mẹ Mother's Day. Thì Paris by Night 137 với chủ đề tác giả tác phẩm là một trong những tâm huyết của bác Tô Văn Lai cũng sẽ phát hành trong cái dịp này. Cho nên đây là một cái điều nó vô cùng ý nghĩa, kính thưa quý vị. Cho nên là Trung tâm Thúy Nga mới chọn cái thời điểm này để phát hành Paris by Night 137. Thứ nhất là để tưởng nhớ đến người đồng sáng lập của Trung tâm Thúy Nga, và ở trong một cái dịp đặc biệt như thế này để mà ghi nhớ những cái công lao và những đóng góp mà những nhạc sĩ đã dành cho Paris by Night, kính thưa quý vị, trong đó có nhạc sĩ Tú Nhi. Rồi bây giờ chú lại rất muốn hát lại bài Đoạn Buồn Đêm Mưa là... cho nên bây giờ là chiều chú luôn. Là bởi vì mình phải trả
Trả nợ ân tình cho khán giả. Dạ. Để cho khán giả không thất vọng. Dạ. Khi mà đi ra Hà Nội hát đó, thì cái bài Đoạn Buồn Đêm Mưa đó đã được cái sự mà ủng hộ nhiệt liệt, là bởi vì ở ngoài đó họ nghe 18 ca khúc chọn lọc đó, ở trong cái băng cối đó. Dạ. Họ nói rằng hồi thời chiến tranh thì làm sao mà có cái bài hát này, lại làm sao có cái giai diễn này. Nhưng mà quả thật ra khi mà cô Sáu Việt Nam in cái dĩa mà 18 ca khúc chọn lọc thì cô Sáu nói không có băng nào tới 18 ca khúc hết. Nói cô Sáu à, bây giờ cô Sáu làm đi, là bởi vì làm 16, làm 14 bài người ta cũng theo kịp, làm 16 bài người ta cũng theo nữa, rồi bây giờ làm 18 bài thì người ta sẽ không theo nữa, là bởi vì phải order đặc biệt bên Nhật gửi qua trọn đúng 18 bài. À, tức là cung băng nó phải dài phải không? Phải dài. Dạ, cái tướng băng nó phải là 90 phút, 45 phút mỗi bên. Tại vì hồi băng cối đó thì em mặc mặt A và mặt B. À. Em nghe xong rồi em trở mặt qua. Tức là một order đó bài. Mắc tiền lắm. Mắc tiền. Dạ. Đó cho nên cô Sáu nói rồi, được thì mới ra cái bài, ra cái băng này. Và băng này có nhiều cái gian nan lắm. Chế Linh Tình Bơ Vơ phải không chú? Chế Linh Tình Bơ Vơ. Dạ. Nếu mà nói về cái băng này đó, thưa quý vị, cũng cho một vài nét để cho quý vị thấy luôn. Dạ. Cái gian nan lắm. Hồi thời đó Chế Linh bị cấm hát trên toàn dãy đất nước năm 72. Trên toàn dãy đất nước. Dạ. Do ông Hoàng Đức Nhã cấm. Dạ. Tức là ông Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa đó cấm. Dạ. Trên toàn dãy đất nước, nói về cái giọng ca không phù hợp đối với lính. Đó, cho nên á, lúc đó là mình là ca sĩ mà cấm như thế thì làm sao để hát được trên toàn dãy đất nước, tức là không hát được ở đâu được hết. À, không hát show, không hát phòng trà, không hát được. Đâu được hết. Thành thử mình phải chọn để hát ở ngoài mặt trận, để hát ở lính. À, chú hát cho ngay mặt trận luôn chú. Ra ngoài mặt trận. Còn anh Hùng Cường, anh Duy Khánh, Trầm Tư Thiên, anh Nhật Ngân này cứ nó ở trong tâm lý chiến. Thành thử cái chỗ họ đi hát đó là phải an toàn. Dạ. Thì họ mới đi hát. Có tổ chức ở trong tổng tham mưu, ở trong trong bộ, nghe là trong bộ tư lệnh. Dạ. Thì họ mới hát được. Còn mình nó ra người mặt trận hát, hát bằng cái máy truyền tin á. Cái máy mà nhanh vuông vậy cầm tay đây đó. Có khi bên bộ đội cũng yêu cầu hát ở ngoài mặt trận mà. Bên bộ đội cũng yêu cầu. Là mấy anh em trong cái trong tổ chức nói là có bên kia cũng có yêu cầu, Chế Linh cứ hát đi, cứ hát. Nó thành ra mình hát. Lúc mà Chế Linh hát đó cho những cái tiền đồn đó, thì mỗi lần mà có như vậy thì không bao giờ có bắn nhau, không bao giờ có bắn, không bao giờ bắn. Chúng là sứ giả hòa bình. Sứ giả và hòa đồng bình. Thời đó khi mà Chế Linh hát thì cái trái châu này bắn lên. Với cái hát cái GMC, đứng trên GMC hát thì mấy cái GMC kia phải trong đèn tới để mới thấy Chế Linh được. Chế Linh đen quá mà, thấy không? Đèn phải bật hết cỡ mới thấy được. Lúc đó cái tiếng hát chú nó qua radio hay làm sao người ta nghe được chú? Không, qua cái loa máy truyền tin phát. Máy truyền tin phát. Cái loa nó phát ra nữa. Cái loa nó phát ra. Thành thứ đó, thành nó ra nghe được mấy chục cái, là tốt mấy chục cái số luôn, mấy chục cái số luôn, người ta nghe mà. Hay quá ha. Thành thứ đó, yêu cầu hát, rồi mình hát xong rồi đó, coi như hát xong rồi, thì lính đó, nó biết rồi, hát xong rồi chắc chắn là pháo kích. Thành thứ đó, hát xong rồi là lúc đó chú hát là phải mặc áo giáp, phải nghĩa là không nóng sắc thì không có đổi thôi, nhưng mà sau rồi phải đổi. Là vì họ dắt mình xuống hầm liền. Chú ơi, nhưng mà lúc đó nhạc thì sao chú? Có ai đệm đờn chú? Có đệm đó. Có ban nhạc luôn hả chú? Không phải ban nhạc của lính thôi. Dạ, ban nhạc của lính. Cầm rừng cây thôi mà. Cầm rừng cây thôi. Hát. Những kỷ niệm hơn. Cầm rừng cây. Trời ơi, lý kỳ quá. Những người mà đi hát cho như ông Duy Khánh, ông Hùng Cường, cho mấy người mà ở trong tâm lý chiến đó. Thì là họ an toàn lắm. Họ có máy bay đi nghĩa là họ có gặt được co đi. Còn mình á, thì đi lơn lẻ thành nữa đó. Cứ mỗi một lần mà có giấy xin làm việc hồi xưa như thế này, là mỗi một nghệ sĩ mà nổi tiếng thì đỡ đầu một đơn vị. Mà chú Chế Linh á thì coi như là không có thể nào mà đỡ đầu một đơn vị được, là bởi vì mình nghĩ là mình không phải đi lính. Thành thứ đó
mình được cái ưu tiên là người dân tộc không biết đi lính, cho nên thôi mình đỡ đầu hết tất cả binh chủng, kể cả binh chủng nghe là mà địa phương, cho nên hãy chỗ nào yêu cầu chỗ nào xin thì có giấy. Dạ. Có giấy thì mình mỗi một lần có giấy thì cầm giấy đi tới cái bộ chiến tranh chính trị gặp ông Trung tướng Trung Trần Văn Trung. À đấy, đây gặp. Dạ. Chiến tranh chính trị đó. Dạ. Đây gặp. Ông nói toa nữa. Tại tới sao? Nữa. Tại vì cái xin máy bay quậy, máy bay riêng không à? Đi máy bay một mình một. Ồ, chú ra ngay tại vì phải có máy bay thì mình mới đi. Dạ, dạ. Thành nữa xin đi khi hát. Máy bay chở đi tới tới Huế đi. Là ở Huế là phải vô trong bộ tư lệnh của ông Trung tướng Hoàng Xuân Lãm. Dạ. Để mượn thêm một chiếc máy bay nữa. Chiếc máy bay trực thăng là máy bay này máy bay khác, máy bay lớn của còn máy bay trực thăng phải vô trong tiền đồn mới được. Vậy tính ra chú là một trong những nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có máy bay riêng đó chú. Thì nói sự thật là chỉ nên hát cho các nơi đó nhiều tiền hơn là hát ở Sài Gòn. Ồ, lính nhưng mà lính cũng nhiều tiền hơn là hát ở Sài Gòn. Nguy hiểm hơn mà không, chú nói là cũng nguy hiểm mà. Không thấy nguy hiểm chỗ nào hết mà mình thấy nó bình thường quá. Chú mặc luôn, chú phải mặc luôn áo giáp mà chú không thấy nguy hiểm hả chú? Không, nghĩa là thấy mình không thấy sợ là bởi vì bao nhiêu người mà đâu có phải mình đâu. Dạ. Đâu thành thử đó, khi mà mỗi lần mình đi tới đó để mượn cái máy bay của ông Hoàng Xuân Lãm đó. Dạ. Có Phương Hồng Quế nữa. Cô Quế đi với chú. Có một lần cô Phương Hồng Quế đi theo mà trốn khi mà tâm bắn quá đó, cô trốn nghĩa là trốn mà để cái đít ra ngoài đây rồi. Thấy thương lắm. Không biết cô Quế có xem hay không cô Quế ơi. Mà là trốn dữ chưa? Chơi lên Phương Hồng Quế cũng rất nhiều cái gian nan. Dạ. Và cô cũng đòi đi cho bằng được, đi những chỗ đó. Nó thành thử đó. Quá. Khi mà mỗi lần đi như vậy có lấy cái chiếc máy bay của ông Hoàng Xuân Lãm. Ông Hoàng Xuân Lãm nói em cứ ở đây đi. Anh Kỵ nói không phải cái ký. Tụi em vô đây là bởi phải vô đó. Yeah. Chứ không phải ký để mà lấy cái gọi là cái gì đó cái credit rồi về. Yeah. Không phải vậy. Mà là muốn đi tới thôi. Không phải là bởi vì đi tới trả ơn cho những người mà xin mình tới đó mà. Yeah. Đi tới ngọn đồi Paston. Paston luôn. Paston. Tới Paston luôn. Ngọn đồi Paston ở trên đó là Việt Nam Cộng Hòa, ở dưới này là Cộng sản. Ở đây Việt Nam Cộng Hòa, ở dưới là Cộng sản. Là ngọn đồi Paston. Là kinh khủng lắm. Nhưng mà máy bay không xuống được là bởi vì pháo kích như mưa. Thành nữ phải đáp một cái bãi đồng chỗ mà tư lệnh đóng vô đó, rồi mình ngồi trong Plogot á, ngồi trong cái pháo đài đó, mình hát cho anh em nghe ở trên ngọn đồi bắt tôi nghe. Đó là vậy. Dạ, thôi bây giờ chú hát đoạn Buồn Đêm Mưa cho khán giả nghe đi. Cô Thúy ơi, bà con nãy giờ nói chờ đợi về đông cái quá vấn đề đó thì có rất nhiều cái chuyện để nói. Yeah. Nhưng mà thật sự cái phước phần của chứ còn lại ở đây mình thấy rằng đó là cái ân trên đã cho gia đình quá quá to lớn. Dạ đúng rồi. Chứ thực lúc đó muốn chết cũng được rồi mà, thấy không? Thì, mà không, mà chú nói đúng á, tại vì nhiều khi nhưng mà đó chính chú nói là tại vì chú đang ông trời ông nhìn xuống không thấy. À, bây giờ thưa quý vị, và bây giờ gia đình xin được phép hát lại đoạn Buồn Đêm Mưa cho quý vị nghe trọn vẹn. Cảm ơn chị Phương Thảo. Cảm ơn Phương Thảo. Lệ quen trên đôi môi buồn rơi.
vẫn lạnh lùng, mưa bay ngăn cách bọn mình đêm nay. Vừa rơi mưa vẫn rơi êm đềm, bài ca anh viết ghi một đêm, để cho em yêu anh, để cho anh yêu em, tình yêu ta cho nhau bao giờ quên. Để cho em yêu anh, để cho anh yêu em, tình yêu ta cho nhau bao giờ quên. Cảm ơn cô Thảo nhiều. Chú ơi, con đọc cho chú nghe comments của khán giả nè. Đúng là ca khúc về chính chủ, nó hay hẳn. Chế Linh, danh ca đứng đầu của dòng nhạc Bolero, chúc chú luôn khỏe mạnh. Tôi là fan nghe nhạc của Chế Linh từ năm 15 tuổi, bây giờ gần 70 rồi vẫn là fan trung thành của chú Chế Linh. Tuyệt vời chú ơi, trưởng môn Bolero nó ở một cái tầm không có ai với tới. Cô Quế đang xem đây. Cô cảm Quế ơn đang bạn xem rất đây. Nhiều. Vậy chú đó. Ơi, dạ. Cô Quế đang xem. Đề nghị cô Quế tí nữa coi lại khoảng 5 phút trước. Chú bây giờ mình nói trở lại với Paris by Night 137. Chị ơi, cái hai bài hát mà chú trình bày trong Paris by Night 137 là do chính tác giả yêu cầu chọn hai bài đó hay là bàn với lại producers để mà chọn? Khi mà chị hát? Mời chú Chế Linh hát đó, trung tâm mời chú Chế Linh thì dĩ nhiên Chế Linh thì sẽ hát bài của nhạc sĩ Tú Nhi, thì chú chọn bài đó, chú chọn bài. Không, mà thực sự ra thì chú đã để cho Thủy coi như là tự nhiên mà đưa một số những cái nhạc tới để cho Thủy coi như là lựa. Yeah. Thì Thủy có cái ý chú cứ đưa ra đi, nhưng mà Thủy có cái ý rất là hay trong cái Paris by Night kỳ rồi. Đó là chú con còn nhớ thì lúc đó đó con nghĩ là tụi con cũng qua lại với chú rất là nhiều, nhất là nhạc sĩ Tùng Châu. Tại vì cũng muốn là cái có một cái nét mới, thành ra cái hòa âm rất là đặc biệt. Cũng qua lại với chú, sửa qua sửa lại ha chú hả? Và cái bài tiêu biểu coi như là bài Đoạn Buồn Đêm Mưa và Xin Làm Người Xa Lạ. Đó. Đoạn buồn cho tôi. Đoạn buồn cho tôi chứ. Dạ. Mới đoạn đêm mưa. Bữa nay là đoạn buồn đêm mưa đó. Hôm nay là đón con về nhà cho nên là đón con về nhà. Xin mời các bạn, hôm nay Trung tâm Thúy Nga có một cái đặc biệt. Xin cho các bạn coi cái clip, một cái preview của Paris by Night 137, đoạn mà chú Chế Linh hát hai bài của nhạc sĩ Tú Nhi. Có biết, cảm ơn nhạc sĩ Chế Linh, cảm ơn nhạc sĩ Tú Nhi. Thưa anh, trong chương trình ngày hôm nay anh sẽ lựa chọn tác phẩm nào để trình bày cho khán giả yêu nhạc? Thưa anh Dũng, thưa tất cả quý vị, và hôm nay 40 năm hành trình của Paris by Night, Chế Linh xin chọn hai bài hát mà Tú Nhi đã viết cho ca sĩ Chế Linh hát. Bài hát được mang tên Đoạn Buồn Cho Tôi và Xin Làm Người Xa Lạ. Mời quý vị nghe sau đây. Tú Nhi viết cho Chế Linh. Nó dễ thương không? Dễ thương. Hòa âm hay quá chú. Từ một ngày, từ ngày mới mình hằng mơ không dang dở tình đầu. Ôi. Wow, rồi cho nhiêu coi nhiêu đó thôi. Quý vị à, quý vị có thấy sân khấu, quý vị có nghe hòa âm chưa? Mà đây chỉ là một đoạn ngắn, thật là ngắn của một trong những bài hát của Paris by Night 137 không mà thôi. Ô, Mạnh Quỳnh đang xem luôn em, Mạnh Quỳnh đang xem mà không luôn. Ngờ Quỳnh Châu làm cái bài này lạ. Nó rất lạ. Yeah. Bởi vì hai cái bài này không thể match với nhau được. Tại sao chứ? Là một bài thì là slow rock. Yeah. Một bài thì là rumba. Nhưng mà chuyển hay quá ha chú. Chuyển hay. Một chuyển bài rất là hay thì la minor, một bài thì re minor. À, cái này chuyên môn. rất là gọn ghẽ mà vô rất mềm mại. Smooth ha chú ha, rất là mềm mại.
chú mà chú nói một cách rất là đam mê mà chú rất là hài lòng luôn á quý vị. Cho nên bây giờ là quý vị Ngọc Hân nghĩ là xem cái sneak peek một chút xíu này thôi là đã muốn xem 137 dữ lắm rồi. Cho nên bây giờ kính thưa quý vị, chúng ta hãy lắng nghe boss của chúng ta bật mí là ngày phát hành chính thức của Ferris Van Damme 137 là ngày mấy, khi nào, khoảng bao lâu và phát hành. Trung tâm Thúy Nga muốn phát hành cái chương trình Paris By Night 137 vào cuối tháng 4. Thì bây giờ thì để cho khán giả phải theo dõi Trung tâm Thúy Nga nhiều nhiều đó, thì quý vị vào Facebook của Trung tâm Thúy Nga thì sẽ có ngày phát hành. Đó, bây giờ mình chỉ từ từ thôi. Nhưng mà thật sự thưa quý vị, đối với Trung tâm Thúy Nga, đối với cá nhân Thủy và chồng của Thủy là Huỳnh Thi, thì là khi mà làm cái chương trình này đó, Thủy xem lại những văn bản, những cái nốt mà những nhạc sĩ gửi cho con, như là chú Ngân Giang, rồi chọn những bài hát của chú Châu Kỳ, rồi tất cả những cái nó đem lại cho con một cái cảm xúc rất là đặc biệt và con cảm thấy rất là tự hào. Nếu mà phải có một cuốn Paris By Night để Trung tâm Thúy Nga tự hào và Trung tâm là một cái cuốn để đời, thì có lẽ là cái cuốn Paris By Night 137. Thật sự thực hiện tại Pechanga là một cái rạp nó cũng nhỏ thôi chú, 1000 chỗ, rất là ấm cúng. Nhưng mà nội dung của chương trình thì tất cả khán giả mà đi xem chương trình này về đó đều phải khen là nội dung rất là hay và rất là cảm động. Và cái lý do nào mà để Trung tâm Thúy Nga thực hiện chương trình Paris By Night 137 thì chú Chí Linh đã trình bày rồi, là để tưởng nhớ ba của Thủy, giáo sư Tô Văn Lai. Ông là người đưa ra ý kiến làm những chương trình tác giả, mà đầu tiên là tác giả Phạm Duy, và sau đó thì quý vị cũng biết là Trung tâm Thúy Nga, ba của con đó thưa chú, khi về Việt Nam đều gặp các nhạc sĩ, và nhiều khi ba con luôn luôn lúc nào cũng muốn làm giấy visa cho các chú qua bên này, ví dụ như visa cho chú Y Vũ, visa cho chú Thanh Sơn, chú Nguyễn Ánh Chính, rất là nhiều. Và một người bạn rất là thân của ba con là chú Tâm Anh cũng vậy. Đó, thì đây là một cái chương trình Paris By Night 137 mà phải nói là con rất là tự hào đã làm chương trình nào này, và con cũng rất là tự hào là đã mời được chú Chế Linh. Tại vì hai chương trình của chú Ngạn tại Bangkok là chú Chế Linh lúc đó bận. Mặc đầu chú Chế Linh đã nhận lời rồi, nhưng mà sau cuối cùng có một cái lễ hội gì của người chăm, thành ra chú Chế Linh, thành ra 137 có mặt của chú thì rất là vui lắm. Và cùng những nhạc sĩ khác như là chú Vũ Thành An nè, chú Phạm Mạnh Cương, chú Trường Sa đó. Thì chú hôm bữa thì khi các chú gặp các chú tại sao hậu trường thì sao chú? Nói thật sự là bốn người đều thấy, mình thấy không cần phải nói nhiều, thấy bốn người mấy cái ánh mắt của họ trìu mến lắm, rất triều mến. Yeah. Coi như cái số lượng tuổi của mình còn ở đây, mình còn gặp nhau như thế này là quá quý lắm rồi. Yeah. Cái hạnh phúc lắm rồi. Thành thử đó, có thể là họ cũng đang như là chứ đừng nghĩ. Có những cái gì mà hiện có trong chúng ta hiện nay, nên trân quý nó đi. Yeah. Đừng để mất. Yeah. Vì đời vô thường lắm. Yeah. Yeah. Rất vô thường. Yeah. Kính thưa quý vị, cho nên là để thực hiện cuốn 137 như thế này, đó là cả một là cái công trình tâm huyết. Và đây không chỉ đơn giản là một chương trình thu hình Paris By Night, mà đây là tất cả những tinh hoa của tất cả những người nhạc sĩ đã từng đóng góp trên sân khấu của Paris By Night. Và tâm huyết của anh Thi, chị Thủy cũng như là của chú Lai, cô Thúy, của cả gia đình, đại gia đình Trung tâm Thúy Nga cùng góp mặt vào đây. Cho nên là trong cái dịp như Ngọc Hân có chia sẻ, thì trong cái dịp lễ phục sinh và cái dịp lễ Mother's Day sắp tới đây, thì Trung tâm Thúy Nga đã chọn cái giai đoạn này để phát hành Paris By Night 137 ngày chính thức phát hành. Xin quý vị follow, tức là theo dõi trang Facebook của Trung tâm Thúy Nga. Nhưng có một điều mà Ngọc Hân bật mí được, kính thưa quý vị, đó chính là một số quý vị sẽ được xem trước một tiết mục trong Paris By Night 137, và xem được bằng cách nào thì bây giờ em khai ngay đây. Thưa quý vị, nếu như quý vị theo dõi trang YouTube của Trung tâm Thúy Nga, trang YouTube chính thức của Trung tâm Thúy Nga là Thúy Nga Official nha quý vị, của Trung tâm Thúy Nga đó, thì chúng tôi sau livestream này, chúng tôi sẽ có một cái video clip hướng dẫn quý vị làm cách nào để quý vị có thể ghi danh làm thành viên,
tức là members, ghi danh membership của YouTube của Trung tâm Thúy Nga. Và membership của Trung tâm Thúy Nga thì mỗi tháng mà chúng ta chỉ cần trả có 9 đồng 99 hoặc là 10 đô, tức là 10 đô la đó quý vị. Thì quý vị sẽ được xem những cái nội dung chỉ dành riêng cho thành viên, tức là members của YouTube của Trung tâm Thúy Nga mà thôi. Và trong đó, một trong những nội dung đó chính là trọn vẹn cuốn Paris by Night 137, kính thưa quý vị. Từ xưa đến giờ khi quý vị biết là phát hành ở trên nền tảng trực tuyến thì một chương trình Paris by Night chúng ta trả khoảng 14 đô hoặc đến 15 đô la Mỹ. Thì chỉ với 9 đô một tháng thì quý vị sẽ được xem rất nhiều nội dung độc quyền cho thành viên của YouTube Thúy Nga. Và trong đó chỉ riêng cuốn Paris by Night 137 thôi là đã đáng đồng tiền bát gạo rồi thưa quý vị. Và sau livestream này thì Trung tâm Thúy Nga sẽ phát hành đặc biệt một trong những tiết mục chọn lọc trích từ Paris by Night 137. Tiết mục nào giờ không nói, để quý vị phải follow, quý vị biết theo phải dõi. Nói chứ, phải nói luôn chứ. Nói luôn. Vậy thôi chị nói luôn. Kính thưa quý vị, để chúng tôi sẽ trình chiếu đặc biệt. Đây là một liên khúc của nhạc sĩ Nhật Ngân. Đó là bài Một Mai Giả Tù Vũ Khí và Tâm Sự Người Hát Bài Quê Hương, qua giọng ca của bốn nam thần, nam thần bolero. Đây là trưởng môn, còn đó là, Đan Nguyên, Quang Lê, Ngọc Ngữ và Mạnh Quỳnh. Đây là một liên khúc rất là hay. Thì chúng tôi sẽ trình chiếu trên Thúy Nga YouTube cho những member của kênh Thúy Nga YouTube. Sở dĩ Thúy Nga làm cái việc này để mong những khán giả mà yêu, còn yêu âm nhạc Việt Nam, còn yêu mến dòng nhạc trước 75, còn yêu mến những tác phẩm của âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Xin quý vị hãy subscribe và ủng hộ cho Trung tâm Thúy Nga để có kinh phí làm những chương trình tiếp tục. Và cũng xin thưa quý vị là trong cái livestream trước, hay là một cái livestream trên Facebook, Thủy đã báo là Trung tâm Thúy Nga sẽ thu hình tại Las Vegas vào tháng 7 này. Nhưng mà giờ chót thì có một cái event rất là lớn trong gia đình của Thủy. Thành ra Trung tâm đã dời cái việc thu hình này vào một cái ngày khác. Thì tức là vào tháng 7 này gia đình của Thủy sẽ không có đi Las Vegas mà đi một nơi nào đó để cho cái event rất là quan trọng của gia đình. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị, nhưng mà không có Vegas thì chúng ta sẽ gặp một nơi khác. Nơi nào có Paris by Night thì nơi đó quý vị sẽ gặp những ca sĩ thân thương của Trung tâm Thúy Nga, các MC và vũ đoàn Paris by Night. Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các fan. Hỏi là Paris by Night 138 sẽ vào ngày nào thì chúng tôi sẽ thông báo ngày thu hình của Paris by Night 138, không phải tại Las Vegas vào tháng 7 này. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị. Nhưng mà kính thưa quý vị, chúng ta cứ chờ đợi 137 trước đi đã. Thì kính thưa quý vị, 137 thì Hồng Ngọc Hân hồi nãy đang nói đó, khi mà quý vị ghi danh làm thành viên, là tức là membership của YouTube channel của Trung tâm Thúy Nga, YouTube channel chính thức đó nha quý vị, thì mỗi tháng thì chỉ có 9 đồng 99 mà thôi, và sẽ có những cái nội dung mà đặc biệt exclusive, tức là chỉ có độc quyền dành riêng cho những khán giả để mà ghi danh đăng ký thành viên YouTube của Trung tâm Thúy Nga. Và thưa quý vị, cái membership này mỗi tháng là 9 đồng 99 nhưng quý vị có thể cancel bất cứ lúc nào, không có obligation nha quý vị. Bởi vì Trung tâm Thúy Nga thấy là có rất nhiều quý khán giả bày tỏ cái mong muốn là muốn ủng hộ cho Trung tâm Thúy Nga nhưng mà không tới xem trực tiếp chương trình được, và cũng như là cũng bất tiện là bây giờ cũng có ít khán giả là có thể mua DVD, cho nên đây là một cái cách thiết thực nhất và nhanh nhất để cho tất cả quý vị, không cần biết quý vị ở bất kỳ nơi đâu trên toàn thế giới này, miễn là quý vị có tình yêu dành cho Paris by Night thì xin quý vị ghi danh và chia sẻ cái điều này thật là nhiều đến với tất cả gia đình và bạn bè. Và ngay sau livestream này chúng tôi sẽ có những cái thông báo rất là cập nhật để thứ nhất cho quý vị biết là ngày phát hành Paris by Night 137 là vào lúc nào, thứ hai là làm sao để ghi danh làm thành viên members của YouTube channel của Trung tâm Thúy Nga để xem đầu tiên một tiết mục trích từ Paris by Night 137,
và trọn vẹn chương trình Paris by Night 137 khi chính thức phát hành, cũng như là còn rất nhiều những nội dung behind the scenes mà quý vị sẽ chỉ có ghi danh thành viên thì quý vị mới theo dõi được thôi. Ví dụ những câu chuyện nãy giờ chú Chế Linh kể là Ngọc Hân thấy là nó cũng hot lắm, mai mốt để dành cho thành viên biết nghe thôi. Phải không chú? Chú ơi, chị bây giờ chị thay đổi ý kiến, thưa chú con thay đổi ý kiến. Yeah. Con muốn tặng free cho khán giả xem bài liên khúc Một Mai Giả Từ Vũ Khí và Tâm Sự Người Hát Bài Quê Hương. Yeah. Khán giả xem thẳng trên YouTube của Thúy Nga, không cần membership gì hết. Đúng. Nhưng mà Thúy Nga cũng rất là, con cũng rất là tự tin là khán giả sẽ ủng hộ trung tâm Thúy Nga. Rồi. Tại vì thật sự Thúy Nga bây giờ channel YouTube Thúy Nga có 6,5 triệu. 6,5 triệu subscriber thì chỉ cần bao nhiêu ta? 10% hả? 10%. 10% 650 ngàn. Hoặc là 5% cũng được rồi. Thì cũng đủ cho trung tâm Thúy Nga có kinh phí và quay một năm 4 cuốn Paris by Night như thế trước, thưa quý vị. Ở Vegas luôn. Dạ, đúng, đi Âu Châu, thật sự chị có một cái hoài bão rất là lớn đi về trở lại Paris để thu hình. Hoặc là một thành phố nào đó bên Âu Châu mà có rất là nhiều người Việt Nam, như Berlin hay là Praha. Chị cũng muốn trở lại Singapore. Đó, cũng muốn đi Sydney, nhưng mà thật sự thì bây giờ cái kinh phí nó rất là cao. Thành ra thôi thì bây giờ mình để phải xem... sống thực tế. Kính thưa quý vị, tóm lại bây giờ là chú quý vị thấy không, cứ lên livestream lâu lâu cái chị Thủy hứng lên là tặng hết, tặng hết. Bây giờ là mình không có cần phải ghi danh làm thành viên, nhưng liên khúc này sẽ được tặng cho tất cả quý vị, phát hành free, miễn phí trên YouTube. Nhưng mà sau đó thì để thưởng thức trọn vẹn Paris by Night 137, cũng như chúng tôi có nói rồi là sẽ có những nội dung chưa bao giờ bật mí, những cái bí mật để chỉ cho thành viên của YouTube Thúy Nga xem thôi. Và cũng như là thật sự đây là để cảm ơn tất cả quý vị. Quý vị yêu thương trung tâm Thúy Nga thì đây là lúc mà trung tâm Thúy Nga rất rất cần tất cả chúng ta. Thì thôi thì bây giờ sau livestream này sẽ có chi tiết hơn nha quý vị. Nhưng mà bây giờ chúng ta trở lại với nam ca nhạc sĩ Chế Linh aka Tú Nhi. Chưa tròn tầng nghe. Dạ. Dạ. Chưa chú, bây giờ sau livestream này mình mới dạ, đã không có chưa thì bây giờ còn phải nghe, con muốn nghe chú Chế Linh hát cái bài chú mới sáng tác kìa. Đó, con vừa đang định hỏi chú là bây giờ chú vẫn còn sáng tác nhiều không chú? Phải sáng tác chứ. Thì có rất nhiều người nói là tới tuổi này rồi còn yêu nữa không? Nói, đừng có hỏi câu đó. Khi nào mà đẩy nắp hòm đó mình mới biết là hết hay không đó. Còn bây giờ là, như Ngọc Hân hỏi còn sáng tác hay không, thì khi đẩy nắp hòm rồi thì mới biết là mình không còn sáng tác được nữa. Thì bây giờ vẫn còn sáng tác. Và bây giờ là Chế Linh xin được mời quý vị thưởng thức một bài hát như Thủy yêu cầu. Bài hát mới là bài Sài Gòn. Sài Gòn còn mãi tên em. Dạ. Chú sáng tác lúc nào ạ? Cũng tức là trước mùa đông năm 2020 phải không? Trước đại dịch. Dạ. À, dạ. Bài hát trước khi mà dịch đúng COVID. Dạ. Rồi trước đại dịch. Dạ. Con thấy trong chú ghi trong cái sheet nhạc là mùa đông Canada 2020. Đúng rồi. Rồi bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức sáng tác mới nhất của nam ca nhạc sĩ Chế Linh, tức là Tú Nhi, Sài Gòn còn mãi tên em, với sự điểm đàn của nhạc sĩ Phương Thảo. Sài Gòn còn mãi mãi trong tim tôi, dù người lính đã cách xa xôi rồi. Kỷ niệm xưa cuốn theo mây rồi, vài đường quen đã đổi tên gọi. Sài Gòn còn mãi mãi dấu chân ai, và ngàn lời hát cứ theo ta. Nhiều khi mơ thấy trong cơn say, gọi tên em vẫn còn đây. Trời mùa đông tuyết răng, và lòng ta
và mãi nhớ Sài Gòn xưa. Rồi mình hẹn nhé ngày mai đây, bạn bè từ khắp nơi lại xuân vầy, lại cùng nhau đắm trong cơn say. Sài Gòn tình em còn đây. Trời mùa đông tuyết răng và lòng ta thêm giá băng, ngồi mà rũ bao nỗi nhớ và mãi nhớ Sài Gòn xưa. Rồi mình hẹn nhé ngày mai đây, bạn bè từ khắp nơi lại sum vầy, lại cùng nhau đắm trong cơn say. Sài Gòn tình em còn đây. Hay quá chú ơi, hay quá chú ơi. Thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn thưởng thức những cái sáng tác mới cũng như theo dõi những hoạt động của nam danh ca Chế Linh, tức là nhạc sĩ Tú Nhi, thì cũng mong quý vị sẽ vào YouTube channel chính thức của chú Chế Linh để mà quý vị ghi danh, follow, subscribe YouTube channel của chú. Thì đây là động lực để cho, thứ nhất quý vị à, tới bây giờ ở tuần từng tuổi này mà chú vẫn tiếp tục cống hiến, không chỉ trên sân khấu mà vẫn tiếp tục sáng tác rất là hăng say, thì rất cần tình yêu thương của quý khán giả và sự ủng hộ của quý vị. Cho nên quý vị vào YouTube channel chính thức của chú Chế Linh để mà ghi danh, follow, subscribe để mà ủng hộ cho chú. Chính thức cũng được mà không chính thức cũng được, là bởi vì người ta lấy tên trên nhiều lắm rồi, cái hình ảnh của trên đầy hết lên. Mà... tức là có YouTube channel không chính thức? Có chứ, có chính thức. Nhưng mà kệ, người ta muốn vô coi đâu cũng được, không sao đâu. Miễn sao yêu dòng nhạc Tú Nhi là được rồi. Thành thử, rất cảm ơn quý vị, cảm ơn Hân rất nhiều. Và những người mà đã dựng ra những cái kênh này kênh khác mà có hình ảnh của Chế Linh và lấy cái chính thức Chế Linh luôn, thì đó là cái tình thương yêu của họ đối với Chế Linh, đối với Tú Nhi. Nhưng quả thật ra cũng là thiệt thòi cho Chế Linh. Dạ, nhưng mà tại vì chú đâu có được, thí dụ đây là một cái kênh mà họ lấy tờ những tên Chế Linh và những bài hát của chú và họ kinh doanh, nhưng mà chú đâu có được. Có một số những cái phiền nhất là hôm nay, mà chắc có lẽ nói không hết việc, chắc có lẽ phải nhờ đài BBC, đài VOA để nói. Chứ bây giờ mình ở đây, khán giả đang cần mình nói chuyện khác. Vì vậy chứ không có muốn nói đến cái vấn đề mà cái sự việc mình, của cá nhân mình, về cái vấn đề gọi là tác quyền, tác phẩm và những cái channel mà ta dựng lên. Làm thì con nghĩ phải có một cái chương trình nữa để chú trình bày về những cái riêng về cái vấn đề đó, để mình bày tỏ tất cả những cái sự thật về cái ảnh hưởng này nó rất lớn đối với cá nhân mình và những nhạc sĩ khác, nhạc sĩ khác nữa. Cho nên đó, cái sự lên tiếng của mình cần, rất cần thiết để cho khán thính giả biết rằng mình cũng là cái người đang chịu đựng những cái nạn nhân, những cái nạn nhân. Vì vậy, ngày hôm nay là của Paris by Night nói về vấn đề của 40 năm hành trình. Và vì vậy, cho nên không làm mất thời giờ của quý vị đã theo dõi cái cuộc nói chuyện này. Vì vậy, xin hứa với quý vị sẽ có ngày khác sẽ nói chuyện này. Dạ vâng. Quý vị, cho nên sẽ trình bày hết tất cả những cái tệ trạng của cái YouTube đã đem lại cái ảnh hưởng rất lớn, rất tê hại cho các nhạc sĩ, cho các nghệ sĩ làm nghệ thuật văn hóa và những trung tâm chân chính làm nghệ thuật. Đúng, cho nên Chế Linh sẽ trình bày một ngày gần đây. Thưa quý vị, rất cảm ơn tất cả quý vị đã cho Chế Linh những cái tình thương yêu từ trước tới bây giờ. Chú ơi, trước khi mình say goodbye đó, thì thưa quý vị, khi mà chú Chế Linh qua California kỳ này đó, đặc biệt chú Chế Linh có cho Thủy và Thi nghe một album của chú, hát những bài hát dòng nhạc mà Thủy có nói, có mình có thể nói là dòng nhạc thính phòng đi, không phải là những cái dòng nhạc mà chú thường hát, là nhạc quê hương. Rất hay quý vị ơi, chú Chế Linh hát nhạc Trịnh Công Sơn, hát Kiếp Nào Có Yêu Nhau của Phạm Duy,
Trời ơi, hay lắm quý vị ơi. Nhưng mà có một bài đó thì con nghe thì con rất là thích. Và con yêu cầu quý vị hát và chú chưa hát vài câu cho khán giả nghe trước khi mình từ giã đó. Là thưa, đó là nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Thành An, đó là Đời Đá Vàng. Đời Đá Vàng, Đời Đá Vàng, Đời Đá Vàng, Đời Đá Vàng. Đúng, đúng cảm bạn bạn tôi nữa rồi. Dạ. Tôi dành bài hát rồi. Dạ, bạn bè là như nên. Ngọc ơi. Tuấn Ngọc ơi. Bây giờ anh lắng xanh rồi nghe không? Tới phía chú Tuấn. Bạn bè như anh em mà chú giờ, là mình bây giờ là mình lắng xanh rồi nghe không? Bây giờ hôm trước bạn nghe là nói rằng vừa thôi không nên lắng xanh nhiều quá. Ý là trưởng môn nhân Bolero đụng trưởng môn nhân nhạc thính phòng. Bây giờ Chê Linh cũng xin đáp ứng lại với yêu cầu Thủy. Của Thủy, yêu cầu của Thủy. Và cũng không có sự ngoài ý muốn của tất cả quý vị muốn nghe, gọi là không phải cái dòng nhạc của Chê Linh mà dòng nhạc khác. Và thưa quý vị, mà mời quý vị thưởng thức bài hát này. Mời anh Vũ Thành An nghe luôn nha. Thầy sáu vừa. Bài hát Đời Đá Vàng. Mà tôi hát theo cái kiểu của ông già nghe. Theo kiểu của anh viết. Tôi biết những người khác hát không có biết họ có nghiên cứu cái lời anh viết hay không. Nhưng tôi nghiên cứu rất kỹ. Chỗ nào ông già leo núi không nổi nữa mà rồi phải leo cho bằng được. Thưa quý vị, mời quý vị thưởng thức. Ta tìm một tiếng yêu, thấy toàn là sầu đau. Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào, suốt đời còn ước ao, khát vọng còn câu cao. Ôi thôi đời ta hoang phí trong cơn buồn phiền, ta xem tháng ngày rồi bình yên. Ô hay tại sao ta sống chốn này quay cuồng mãi hoài, có gì vui? Có một lần mất mát mới thương được người đơn độc, có cần mình đơn đau mới hiểu được tình yêu. Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về, có một đời khóc than mới hiểu đời đã. Còn nghẹt mũi dữ lắm. Không khán hay giả lắm comment rồi. Chú ơi đỉnh quá. Khán giả còn nói trời ơi chú ơi đúng là đẳng cấp là mãi mãi. Cảm ơn tất cả quý vị. Quý vị phải nghe chú hát bài Trịnh Công Sơn là như là bài gì đó con quên rồi chú hả? Hôm bữa chú cho con nghe bài Trịnh Công Sơn hay quá luôn á. Cái bài tuổi đã buồn. Tuổi đã buồn. Trời ơi chú hát tuổi đã buồn. Oh my god. Kiếp nào có yêu nhau nữa quý vị ơi.
Trời ơi, hay lắm, hay lắm, hay lắm luôn. Mai mốt chắc còn phải làm sao mình. Chú, hôm mấy mình làm một music box là khi mà chế Linh hát nhạc giọng nhạc khác chứ. Hay lắm, hay lắm. Chú có những cái nốt, những cái luyến lấy riêng của chú mình nghe đặc trưng. Ồ, thật sự không sai chạy vào đâu hết. Bởi vậy bây giờ quý vị cũng hiểu là một phần lý do tại sao có hẳn một trường phái người ta gọi là trường phái chế Linh đó, thưa quý vị, là đây cho tới đó, mãi tận bây giờ đó là Nguyễn Ngọc Ngạn trò. Nhưng mà thật sự chú có nói, con biết là mình hết giờ rồi, nhưng mà một câu thật là nhanh thôi. Hồi xưa lúc mà chú mới đi hát thì đây là cái phong cách hát là tự nhiên đến với chú, chú chọn theo cái phong cách này hay là sao? Không, chú, cái cách cái hồi đó, chú đó thì theo cái dòng nhạc này. Yeah. Theo cái dòng nhạc của ông Anh Ngọc, yeah, của anh Duy Trác, của những người mà như Thái Thanh, như bao nhiên những bả của ông Phạm Duy, của Đặng Thế Phong, bài của Lưu Hữu Phước, hay là bài của Đoàn Việt, Việt Cao, Đoàn Chuẩn, đại khái vậy đó. Lúc đó đâu có bài nào đâu. Nhưng mà chú nói bài tủ của chú là anh đến anh em đến th- anh đến đến thăm em một chiều mưa, anh đến, phải không? Không, cái bài bài anh đến thăm em một chiều mưa. Dạ. Yeah. Đó. Rồi đồng thời là có nhiều bài lắm. Mà lúc đó là như em tôi, em tôi đứng nhìn trời, trời xa. Dạ, Lê Trạch Lựu. Là hát những bài đó. Lê Trạch Lựu, dạ. Rồi đồng thời khi mà mình nghĩ là chết rồi, vô trong cái quỹ đạo này không được đâu. Đụng mấy ông thứ dữ không? Không thể nào có cái đường nào mà để mình thoát hết. Và mình cũng không có đường riêng. Mà hơn nữa mấy ông này là phục vụ cho những nhà giàu. Phục vụ cho những nhà giàu, dạ, thính phòng mới, dạ, có, dạ, mới mới có tiền đi vô trong 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 chỗ phòng cơ dạ, sở để nghe nhạc. Dạ. Còn những người mà ở ngoài thì dạ, bình dân đâu có nghe nữa đâu. Thành ra mình cứ ví họ đã mở tiệm để bán cho những người nhà giàu rồi, có tiệm như nhà Trung, nghe Trung Lưu có, nhưng mà nhà Hà Lưu không có. Thì bây giờ mình buôn bán về tiệm Hạ Lưu đó, cho tiệm bình dân. Dòng nhạc đại chúng. Thành nữa đó. May ra những người mà gọi là ăn cơm ở trên trời rồi thì muốn ăn cơm dưới đất thì người ta sẽ tìm tới được. Mà còn những người ở dưới đất mà muốn ăn lên trời thì không được. Vì vậy cho nên mới bỏ cái dứt khoát, không theo cái gì này nữa. Không theo cái dòng này nữa. Phải im lặng để tìm một cái lối thoát khác thì mới có những cái bài hát Đêm Buồn Tên Lẻ. Rồi anh Châu Kỳ viết, rồi anh Trúc Phương viết, rồi bao nhiêu Tuyết người ca, viết nữa. Chú, Tuyết ca, Tuyết ca. Đó. Đó. Nhưng, rồi Thành Phố Buồn của Lam Phương. Lam Phương. Thành thứ đó, tất cả những người dồn tới cho Chế Linh rất nhiều cái tài sản quý là những cái bài hát mà như anh Hoài Linh, và tất cả Song Ngọc, tất cả nói chung là tất cả nhạc sĩ đều dồn về cho Chế Linh hết. Nó cái thằng này nó hát lạ quá. Nó hát kỳ cục, nó hát mà hãy hát là hát có, con nói là giọng hát chú nghe là nghiện, hát mà hát tay bán bài đó, yeah, bán bài hát đó. Hồi xưa là những bài hát mà tác giả viết bài đó là đều bán cho nhà sản xuất hết, yeah. Đến khi sau này cho nên mới kêu gọi là một cuộc cách mạng, tức là tất cả mọi nhạc sĩ phải có phải tự sản xuất. Đúng rồi, chú Song Ngọc có nhà. Không, đúng. Lúc đó Tinh Hoa hay lúc đó là cho nên có làm một số những cái người là cái thử nghiệm. Có Hàng Châu này, có Thanh Phương này, có anh Việt Thanh này, có một số những nhạc sĩ nhỏ, có Vinh Sử nữa. Yeah. Tất cả những cái nhạc sĩ đó, tại sao cái bài hát lớn quá, nó lên quá nhanh. Mà mấy ông nhạc sĩ lớn này tại sao mà bài của mình hay vậy mà không lên nhanh? Tới chừng cái xong, ông Phạm Duy cũng có chạy vào ở trong cái dòng nhạc này. Là ông có viết cái bài Buồn Ơi Bỏ Đi Tám. Ồ, con không biết bài sức đó. Mấy bà buồn ơi bỏ đi tám. Đó bài đó. Ủa, bài đó có chú Phạm Duy. À, ông Phạm Duy. Oh. Sức mấy bà buồn ơi bỏ đi tám đó là cái bài đó của ông Phạm Duy. Nhưng mà ông muốn vô dòng nhạc này thì mới, bữa đó ông đọc báo. Ông mới đọc báo, ông ngồi ông trong Thanh Thế đó, đang ăn trưa. Nhà hàng Thế vậy ạ. Ông nói, ôi giời, mấy cái nhạc sến này mà anh nghe. Ông nói thế đó. Nhưng mà ông nói như vậy thì anh Văn Lương đó, anh Đặng Tấn đó, nhà báo, bên nhà báo nhiều lắm. Thì anh Đặng Tấn mới lấy cái ý của ông. Ông nghe là ông mới khai thác cái chữ sến ra. Thì cái chữ sến này đó, ông Phạm Duy nói không có nghĩa là đi miệt thị cái bài hát, cái bài hát Bình Dân, yeah. Ông nói quá. Nếu mà ông miệt thị thì ông đâu có chạy theo, yeah. Thấy không? Yeah. Thành nữa đó,
họ cứ nghĩ là ông nghe là miệt thị, không có. Đối với Chế Linh thì thấy rằng ông rất trân quý đó, cho nên anh Đặng Tấn mới khai thác cái chữ Sến đó. Thành nữ tới ngày hôm nay có rất nhiều người nghe là dùng cái chữ mà nhạc bình dân nói là nhạc Sến đó. Có rất nhiều anh Duy Khánh, anh Hùng Cường cũng bực mình khi mà ai hãy nhắc tới nhạc Sến, anh nói anh chửi mà anh chửi thầy nó trời ơi để làm cái gì, Sến để sang trong âm nhạc, trong văn hóa nghệ thuật không có Sến mà sang, chỉ có nghệ thuật mà thôi. Quần chúng có chấp nhận hay không là do quần chúng, chứ không phải là do chúng mình. Thành thử đừng có khó chịu. Kính thưa quý vị, nếu mà để danh ca Chế Linh ngồi đây kể hết về chuyện đời, chuyện nghề thì chắc là mình phải làm thêm 80 cái livestream nữa thì mới đủ. Cho nên là Ngọc Hân, kính thưa quý vị, ở đây thì chúng tôi có chia sẻ với quý vị sẽ có một chương trình riêng để cho nói chính xác là nhạc sĩ Tú Nhi. Hôm nay quý vị đã nghe Chế Linh rồi, sẽ có một chương trình riêng để nhạc sĩ Tú Nhi chia sẻ về những trăn trở trong cái việc tác giả tác quyền, để cho quý vị và cùng hiểu được biết YouTube. Và những cái channel YouTube mà official của Chế Linh đang trôi nổi ngoài kia. Nhưng mà đó sẽ là một chương trình khác và rất mong quý vị cũng sẽ đón theo dõi. Còn ngày hôm nay thì rất rất cảm ơn chú, vô cùng cảm ơn chú đã đến với livestream ngày hôm nay, chia sẻ rất nhiều điều thú vị. Cảm ơn chị Thủy đã đến với livestream ngày hôm nay. Cảm ơn Hân. Cảm ơn Thủy. Và không quên cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi. Và đồng thời cũng rất cảm ơn mọi cái sự mà nỗ lực để đóng góp ở trong cái phần phổ biến âm nhạc, đó là Paris By Night. Và mong quý vị ủng hộ Paris By Night 40. Và trong đó có Chế Linh. Con rất là thích cái bài của chú, nó mấy ngày nay nó cứ đều, nhưng mà con phải một ngày nào đó hứa với quý vị là làm sao lên livestream mà yêu cầu chú Chế Linh hát Tuổi Đã Buồn, bảo đảm quý vị nghe xong là nghiện. Kính thưa quý vị, trước khi chia tay chúng tôi cũng xin nhắc lại là liên khúc Giả Từ Vũ Khí sẽ được một mai Giả Từ Vũ Khí. Dạ, liên khúc mà một mai Giả Từ Vũ Khí đó rồi, một mai giả từ vũ khí liên khúc của nhạc sĩ Nhật Ngân sẽ được chính thức phát hành miễn phí trên YouTube channel của trung tâm Thúy Nga ngay sau livestream này. Hồi đó có Tam Thánh ha em, mà Bằng Kiều, Đan Nguyên và Quang Lê. Bây giờ có bốn người này, gọi là sao mình gọi gì hả? Tứ Hải vai huynh đệ hả? Có huynh đệ thì không, xin lỗi nha, hỏi Quang Lê có huynh đệ thì không, Quang Lê là huynh đệ dữ chưa? Không, chú con bật mí chú cái này là khi mà cái bài này đó là mấy ông này đó thật sự diện đồ dữ lắm chú. Đan Nguyên nói là em mua một bộ đồ Christian Dior hay đồ hiệu gì đó. Quang Lê cũng nói cũng phải chọn một bộ đồ ấy, tại vì Đan Nguyên là luôn là Dolce Gabbana, rồi Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà cũng phải chọn một bộ đồ rất là đặc biệt cho Ngọc Ngữ, chỉ có Mạnh Quỳnh là phè, tại vì đó là phong cách của Mạnh Quỳnh mà. Tôi sao cũng được. Vậy thì bây giờ lúc trước mình có Tam Thánh rồi thì đây là Tứ Hùng đi thưa quý vị. Tại vì tôi còn hát nhạc tên chinh chiến nữa mà, thì đây là Tứ Hùng, Tam Thánh và đây là Tứ Hùng đi. Thưa quý vị, ở đây sẽ một liên khúc Một Mai Giả Từ Vũ Khí sẽ được phát hành trên YouTube của Trung tâm Thúy Nga ngay sau livestream này. Rất mong quý vị sẽ đón theo dõi thật là nhiều và chia sẻ thật nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị đã dành cho livestream của Trung tâm Thúy Nga ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn sự đồng hành của tất cả những nhà sponsors, những nhà bảo trợ Platinum Sponsor và Diamond Sponsors dành cho Paris By Night 137. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị và xin quý vị đừng quên theo dõi Facebook và YouTube channel của Trung tâm Thúy Nga để đón chờ ngày phát hành chính thức cũng như là cách thức ghi danh subscribe làm members, tức là thành viên của YouTube channel Trung tâm Thúy Nga. Để được xem Paris By Night 137. Để xem Paris By Night 137 trọn vẹn. Đầu tiên nha quý vị, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Cảm ơn chú, cảm ơn chị, cảm ơn chị Phương Thảo. Xin chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn tất cả chuyên viên kỹ thuật của Đài Việt Face. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn chú rất là nhiều. Xin chào tạm biệt quý vị, we love you.